của khi mà mình ở trên cái slide thì đây là xin giới thiệu với thầy và các anh chị, đây là gọi là màu đen của cá tính. Lý do mà mình chọn cái chủ đề màu đen, đó là màu đen nó là một màu rất là huyền bí, chứ nó không có thể hiện những cái màu sắc, có thể mình cho nó là hơi lẻ lẻ. Màu đen nó luôn là một cái màu mà gợi lên một cái sự sang trọng. Đây là một cái ý tưởng mà chúng mình muốn nói đến. Thì ngoài ra mình có thể tua đi hoặc là phát lại, quay lại, next ra bài hát khác, hay là quay trở lại bài hát vừa rồi. Thì thực ra cái chức năng nghe nhạc online thì cái server hiện giờ thì nó đang gặp vấn đề ở trên này, và em chưa không thông phát được cái những bài hát về. Hôm trước thì có vấn đề gì không? Thì cái chức năng nghe nhạc offline thì nó sẽ list hết tất cả những cái bài hát của mọi người lên vào trong này.